Hello, chào cả nhà. Nói chung thì bây giờ thì đã nghỉ hè rồi nha cả nhà. Thì hai vợ chồng mình không có đi dạy nữa. Nhưng mà do tình hình dịch bệnh rất là phức tạp á, nên chúng ta chỉ ở nhà thôi. Thì hôm nay ở nhà thì hai vợ chồng mình tăng gia sản xuất. Nói chơi vậy thôi chứ cũng không có làm gì. Mình sửa sơ sơ cái nhà mình lại, rồi mình trồng hoa, rồi mình trồng rau. Vậy đó, thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu sơ sơ về cái nhà mình, về cái chỗ ở của mình, tại vì nhiều bạn cũng hỏi là cái chỗ ở như thế nào đó. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho cả nhà biết sơ sơ về cái nhà của mình ha. Với hôm nay cái thành quả, hôm nay nghỉ hè hai vợ chồng mình làm được cái gì. Rồi, mời cả nhà. Đây là cái trước cổng nhà mình nha cả nhà. Đây là phần trước cổng nhà mình thì hõm cỏ rất là nhiều, nhưng mà bây giờ mình trồng hoa lên rồi nè. Bữa nay hoa bắt là đẹp chưa cả nhà, ở dưới là hoa mười giờ gừa đó, đủ màu sắc luôn nè. Mình bỏ sơ dừa tro trấu vô mình tưới. Mình tưới thì bây giờ nó mới quay đất lại, mình mới bắt đầu mình gieo hạt. Thì phía trong này nè, mình trồng đậu bún cả nhà ơi. Cây bữa nay là leo cao rồi ha. Được chắc mười mấy ngày rồi quá. Leo lên rất là cao rồi nè. Một vàng đậu bún này của mình là ăn được lâu lắm á. Còn bên đây thì mình trồng đậu bắp, mình ương đậu bắp, mình vừa hạ đậu bắp xuống đó cả nhà. Đây thì nó đã bắt đầu nó bắt rồi. Sân nhà mình nè cả nhà. Sân nhà mình thì đó giờ mình trồng mai. Đây là những cái cây mai mà mình đã trồng, hôm nay nó đã lớn rồi nè. Còn có hai cây bông trang, một cây màu hồng, một cây màu đỏ. Hôm nay thì mình tưới nước nhiều á, hổm đi dạy ít tưới nước thì nó không có nở hoa nhiều. Hôm nay trời nắng nè, mình tưới nước nhiều nên nó nở hoa nè. Rồi ở đây nè, mình trồng thanh long á cả nhà. Đây là những cái bụi thanh long khi mà mình cất nhà mình đã trồng, nhưng mà không có tỉa gì hết trơn á, mình cứ để cho nó tự nhiên vậy đó. Rồi giờ bữa nay nè, thấy không, là trái quá trời nhiều luôn nè, thấy không, trái nè. Có những trái là mình đã cắt mình ăn rồi, còn cái này là nó mới đậu nè đó. Nói chung là không có phân thuốc gì hết cả nhà, mình cứ để tự nhiên vậy đó, là có hái ăn thôi à. Đây cây mai, cái cây mai này là mình cũng trồng khi mà mình cất nhà cao ha. Nhưng mà hôm nay bị sâu nè cả nhà, hôm nay bị rệp á, sâu nè. Đây khoe luôn ở trong đây, ten ten, cái gì đây, đây là cây khế cả nhà ơi. Đây là một cây khế, cây khế hổm nó nhiều trái lắm, nhưng mà bữa nay nó ít trái rồi, bữa nay nó mới đậu lại mấy trái nhỏ nhỏ nè. Khế này khế ngọt cả nhà ơi, nó chua, khế này khế ngọt. Đây cũng có thanh long nữa nè. Rồi mình trồng ở trong đây là thiên lý, thiên lý rất là nhiều. Trời ơi, có mấy giây thôi mà nó cứ bò mãi vậy đó, không có phá được. Đây, còn đây, quay xuống đây. Đây là bông hồng. Bông hồng này hổm nó bị sâu nè. Hổm bị sâu rất là nhiều, mình mới ương lại nè cả nhà. Bông hồng đó, bông hồng. Ôi, bữa nay ra bông thấy cưng không. Ôi quá trời thấy cưng chứ, bông hồng cam nè cả nhà. Ôi thấy thương chưa. Còn phía trong đây á, mình mới đổ đất lại ha. Đây phía trong đây, trời ơi nhìn coi nè,
quế gì mà nó non mướt luôn. Còn phía trong đây thì mình chỉ trồng mấy cái rau thôi, tại vì phía trong đây có cây lớn nè, nó rợp nắng nên mình trồng những cái loại rau mà nó ưa nắng như rau u má rồi nè, nó núp nắng được nó mới tốt. Còn trong đây mà trồng cải rồi nó không có tốt cả nhà ơi. Đó, mình trồng ở ngoài này hàng quế luôn nè. Quá trời, nhìn cây nào cây đấy thấy mê thiệt chứ. Đây, mình mới ươm bông 10 giờ nè. Đó, bữa nay tại vì mình mới ươm á, nó chưa có ra bông nhiều đâu cả nhà. Nhưng mà mình ươm lại có để trồng á. Bây giờ mời cả nhà đi vô nhà với mình ha. Đây, đây là cái ngôi nhà nho nhỏ xinh xinh của mình. Nói chung là nó nhỏ thôi cả nhà, chứ nó không có to lớn gì đâu. Nhưng mà nói chung là đủ cho mình đình mình ở là được. Mời cả nhà đi vô ha, cả nhà mình nè. Đây, đây là phòng khách. Phòng khách nhà mình không có gì hết. Nhà mình ít có mở cửa lắm cả nhà. Lý do là hai vợ chồng đi dạy suốt sáng đi nên là cái phòng khách này để vậy thôi, chứ ít có lên đây lắm. Sinh hoạt chủ yếu là ở nhà sau thôi. Đây, chủ yếu có khách khứa thì ở đây thôi. Đây, đây là phòng khách nhà mình. À, có cái tivi ở đây nữa. Nhưng mà cái tivi này không có ai ở trên đây coi hết. Mình đem vô phòng cho hai đứa nhỏ coi cả nhà. Rồi, đi xuống đây. Đây, nhà mình đơn sơ thôi, hai phòng. Đây là phòng của hai đứa nhỏ, phòng của hai đứa con mình đó cả nhà. Đây, đây, cho xem. Đây, à, đó. Bây giờ nó ở trong đây đó, chơi điện thoại rồi cả nhà. Đó, đó. Trời thì nóng nực lắm, chủ yếu con mình sáng nó ăn cơm xong nó vô trong đó, nó sinh hoạt, nó chơi rồi ở trong đó. Đây là phòng của hai vợ chồng mình. À, phòng này bí mật không cho coi được nha. Đây là phòng hai vợ chồng mình. À, còn đây là nhà sau. Nhà sau. Ai. Cũng bình thường thôi. Đâu có gì. Đây. Cũng như bao nhà thôi đó, kệ đồ chơi của con mình đó, bao nhiêu đó đồ chơi đó, rồi các đồ dùng phòng bếp hết, bàn ăn xong, đơn giản thôi. Nói chung là có chỗ đi sinh hoạt là được. Đây là cái gian bếp. Đây là cái gian bếp nè cả nhà. Đây, mình nấu nướng mình ấy rồi là ở đây. Đó, cái này là cái kinh điện nè, lò vi sóng nè, bếp điện rồi bếp ga. À, có người hỏi làm sao mà xài chi mà hai ba cái bếp. Lý do là cái bếp điện này thì nó dễ xài hơn. Cái bếp ga đó con mình nó không có biết xài. Đó, cái này cũng xài nhưng mà thí dụ cúp điện rồi thì có ha, còn thường là mình xài bếp này. Còn đây là nướng nè. Đó. Đây là cái bồn ở trong nhà, mình rửa chén thì mình ra ngoài cái sàn nước, nhưng mà mình rửa rau rồi đó, mình rửa trong đây. Đây, chỗ để bình nước. Rồi ra đây là cái sàn nước nhà mình. Cái sàn nước nhà mình vô cùng lộn xộn. Vô cùng lộn xộn luôn hả cả nhà ha. Đó, đây mình phòng tắm, toilet đó, vậy thôi chứ không có gì hết. Đó, đang giặt đồ luôn á, ra nhà mà bóc đi quay phim. Đang giặt đồ ở trong đó. Đây, phòng tắm, toilet. Cái phần này nó hơi lộn xộn tại mình chất đồ rồi nhiều ở đây lắm. Rồi bây giờ ra đây ha, rồi bỏ đôi dép ở trển luôn rồi cả nhà. Đây,
Đây là mé ngăn hông nhà mình. Đây. Cái phía ngăn hông này là còn dư đất nè, nên là mình trồng rau. Hôm nay mình đang ương rau trong mấy cái chậu này. Cái này nó lên một lần rồi, mình cắt mình ăn hết rồi. Bây giờ mình mới ương lại nữa nè. Mới ương lại ngày hôm qua. Cái rau dền tốt ghê không? Mình để cho nó rụng hộp luôn. Rau đây là nguyên một bụi gừng, nguyên một bụi gừng luôn. Đoạn này đi xuống nhà sau, cái phần đất sau của mình nè. Đây là nguyên cái khoảng đất trống ở phía sau, mình không có tất nhà. Thì nguyên cái khoảng đất trống này là mình để dành mình trồng đồ rồi ha. Đây, mình mới trồng lại đó. Chỗ đó là cái vườn nha đam của mình ha. Cái vườn nha đam, cả nhà qua đây. Đây, này là cái vườn nha đam của mình. Lá lốp, cái đu đủ, thấy cưng chưa? Trái. Không phải cái chỉ một cái đu đủ này đâu cả nhà. Nhà mình là tới hai cái đu đủ. Cái sa ri. Cái sa ri mới trồng, không có trái nào hết. Cái mít. Nhà mình trái cây gì không có, nhưng mà mít thì bao la. Ôi trời ơi, mít bây giờ là trái chi chít luôn. Đây, ở trong mấy cái cây mít này thì mình trồng cái bầu rồi nè. Ồ, nó leo lên đây. Hôm nay hai trái đây ăn không. Bầu mướp rồi ở đây hết. Này, còn nguyên cái khoảng đất trống xa xa phía sau nè. Nè, mình trồng mấy cái mai. Mình đâu có thời gian đâu chăm sóc cả nhà. Mình chỉ bỏ mình trồng chơi chơi vậy thôi. Nó sống được thì sống, không sống được thì thôi. Ở đằng đó mình có một dàn mướp với ổ qua rừng. Nắng quá cả nhà, mình không đi ra đó được đâu. Đó, cái xa xa đó, cả nhà thấy không? Mấy cái bông hoàng vàng đó. Cái đó là mướp đó, cái ổ qua rừng á, mình gieo. Ở phía sau đó, dưới cái mương đó thì mình trồng chuối nước. Trời, nguyên một cái mương chuối nước lắm cả nhà, nhưng mà nắng lắm, bây giờ đang rất là nắng. Rồi, quay ra. Đây, măng nha cả nhà. Tre đó, cái bụi tre đó là đó mình quay mấy cái clip á. Măng rất là nhiều, hôm nay á, măng rất là nhiều. Ăn măng mệt xỉu luôn á. Mít, dừa đó, dừa đó cả nhà thấy không? Cái dừa nó chỉ lớn vậy thôi chứ không có cái trái nào hết trơn á. Cái cốc quyền thoại là ở phía góc kia. Cái cốc quyền thoại là ở phía góc kia đó. Nắng quá rồi. Còn đây là cái dũng rau. Cái dũng rau nè, hôm nay mình chưa có lội xuống đó nè. Đây nè, cả nhà coi nè. Trời ơi, rau gì mà nó tốt, nó lên tùm á. Bây giờ nó đặc cứng cái dũng rau này, cái dũng rau này bây giờ là phải làm lại, nhưng mà hôm nay á mình chưa có thời gian luôn, tại vì mình lo làm ở phía trước á, mình chưa có lội xuống. Đây nè, hôm bữa mình cắt rau đó cả nhà, đó, quá trời luôn thấy không, quá trời nhiều luôn đó. Mình vừa dắt cả nhà mình đi tham quan cái ngôi nhà nhỏ của mình á cả nhà, thì nó cũng đơn giản như bao ngôi nhà thôi chứ nó không có gì. Nhưng mà được cái là nó rộng á, chứ mình trồng cây thì nó mát, nên mình lựa nhiều góc mình quay vậy thôi. Chứ thật sự nó cũng ở trong cái khuôn viên này thôi, chứ nó không có ở đâu hết cả nhà. Thì nếu mà thấy cái video này hay á, thì cho mình một like, một share nha cả nhà. Nếu mà thương thì đăng ký kênh ủng hộ hai vợ chồng mình nha. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian coi video và dành những cái tình yêu thương đối với gia đình Bắp, là từ lúc mà gia đình Bắp làm video đến nay. Thì nói chung thì nhiều lúc cũng bận rộn, không có ra video kịp, nhưng mà sẽ cố gắng ra video đều để cho cả nhà cùng xem ha. Cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà một ngày cuối tuần thật là vui vẻ nha. Tạm biệt.